Đây là sau khi mình order thì nhân viên họ sẽ bưng lên ăn cái này. Món mì xào mềm, món hoa sen, củ dừa, quả kia là cái gì xào nấm năm cô. Đây là món chả. Đây là món bánh hẹ hả? Bánh hẹ nào giờ mới nghe luôn, nào giờ không biết món bánh hẹ là cái gì. Đây là món salad này cả nhà. Và đây là món cà ri bánh mì. Cà ri. Đây là bánh mì. Đây là món bún bò Huế ăn với dao giá. Còn đây là món gỏi gì ta? Gỏi đu đủ. Đây là món cà ri với bánh mì nè cả nhà. Đây là trong cái topping trong món súp. Còn cả nhà đến với kênh Minh Phương Vlog thì vị trí hiện tại mà mình đang đi đây là đường Lê Văn Thọ của phường 9 quận Gò Vấp nha. Thì hôm nay mình mời cả nhà chúng ta cùng nhau đến một quán chai là buffet tự chọn. Thì địa chỉ đây là 319/22 buffet chai ẩm thực Hương Sen. Thì cái con hẻm này chạy ra ngoài là đường Lê Văn Thọ cả nhà. Từ hướng nếu mà đi hướng chợ Hạnh Thông Tây thì đối diện đường Hạnh Thông Tây có cái con đường Lê Văn Thọ chạy thẳng vào. Nó cũng gần với công viên làng hoa của Gò Vấp. Thì bây giờ đây là trước mặt mình đang ở cái chỗ nhà hàng buffet chai Hương Sen. Thì bây giờ cũng là buổi trưa. Thì, quán buffet chai Hương Sen này phục vụ gồm có hai giá vé từ 10 giờ đến 15 giờ và giá vé từ buổi chiều là 4:30 tới 21 giờ đêm. Thì cái giá vé ban ngày là ngày trước là 99.000 nhưng mà cái chương trình đó thì hết rồi cả nhà. Bây giờ giá vé là 139.000 một người giá vé ban ngày. Còn cái giá vé buổi chiều từ 4:30 chiều tới 21 giờ đêm là giá vé 249.000. Thì gồm có giá vé ban ngày là gồm có 30 món tự chọn. Mình chỉ cần đến bàn mình ngồi thì được nhân viên đến để order và mình ăn. Mình chọn những cái món nào cảm thấy ưng ý thoải mái mình ăn miễn sao no cả nhà. Bây giờ mình mà cả nhà chúng ta cùng nhau vào bên trong tham quan những cái món chai ở bên trong quán buffet chai Hương Sen. Ở đây là không gian ở phía trước cái quán. Thì quán này bề ngang cũng khoảng 5 mét cả nhà, nhưng mà ở trên có tầng lầu ở trên, nếu mà khách này ở dưới chặt thì chúng ta có thể lên trên. Thì đây là cái cổng vào, trang trí rất là nhìn thấy sáng sủa bắt mắt hơn cả nhà ha. Phía bên trái là có một chiếc xe 67 với cái giỏ điện để cái tên của quán luôn nè, Hương Sen. Ở trên tường thì có vẽ thêm những căn nhà cổ. Bên đây có cái series. Ở phía trước này có ở dưới cái nam. Ở phía trước này thì có nhiều cái tiểu cảnh thêm nữa là cả nhà, như cái ghế để dành mình ngồi mình chờ bạn bè đến. Đây là trước cửa của buffet chai có ba ông Phước Lộc Thọ. Đây là có một cái vòi nước phun lên từ cái chậu bình. Thì chúng ta có thể chọn ở không gian phía dưới và phía trên tùy thích mình. Ở bên trong là được ngồi trong phòng máy lạnh mát cả nha. Thì bây giờ là buổi trưa thì cũng có khách đến. Bây giờ mời chúng ta cả nhà vào bên trong để xem những cái món thức ăn của món buffet chai ngày hôm nay là những món gì. Đây là buffet chai 30 món phục vụ tại bàn nha cả nhà. Giá vé là 139.000 một người. Ngày trước thì mình coi là 99.000 nhưng mà cái chương trình khuyến mãi nằm trong tháng 4. Hôm nay bước qua tháng 5 thì chương trình đã hết rồi. Thì còn ở đây là cái giá vé 250 nào, cái vé ăn buổi chiều bắt đầu từ 4:30 đến 21 giờ. Thì cái giá vé 249.000 có 50 món đa dạng luôn, trong đó cũng có cả món tráng miệng và món nước giải khát.
Thì đây là mình sẽ quay sơ 30 món của giá vé 139.000. Buổi ăn từ 10 giờ tới 15 giờ. Thì gần có món ăn nhẹ là cái này. Như là món ăn nhẹ, món khai vị, món cuốn, món chiên, món kèm bánh mì, món súp, món cơm, mì nướng, món nước, món kho, món xào, món canh, bánh, tráng miệng và giải khát. Món giải khát thì là nước chanh, nước chanh leo với trà tắc. Còn món tráng miệng là món ăn sau cùng, gồm có chè đậu xanh và táo, tàu phở của Singapore, món tàu phở. Này tất cả gì này cho mình cùng đây là món nước này nước gì đây chân dây đây là chân dây và đây là tắc hạt chi hay là nguyên bún về 139.000 được. Em gần 30 món này. Hồi nãy thấy cái anh trai kia lại quay về nguyên 99.000. Dạ cái đó là qua cái trong thời gian giảm giá à. À vậy đó hả? Dạ. Bây giờ là cái chương trình đó là hết rồi. Dạ đúng rồi. Bây giờ giá bình thường là sao? 139.000. Dạ. Là cái này từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ từ 10:30 cho tới 3 giờ. Buffet buổi trưa, còn buffet buổi tối là từ 4 giờ rưỡi cho tới 9 giờ tối. Ừ. Đó, đây là buffet giá 139.000, gọi đây là cái menu của... Mình không có quầy ba nào, mình gọi món trên menu và tụi em đưa món xuống làm tặng lên cho mình. Ừ. Trong đó nó có cả tráng miệng và giải khát cho. Ừ. Cái gì đó tiện nè, khi hỏi khi khóc kêu. Dạ, thì cho em xin phép ạ. Ừ. Đây là cái menu dạ. Cái mấy chứ năm? Dạ, cái màu sáng đó là buổi trưa đó. Còn bên đây là tối, nó 50 món. Đây là menu 139.000 buổi trưa. Buổi trưa bắt đầu từ 10 giờ tới 15 giờ. Và cái bên này là buffet buổi chiều. Cách đây tháng có đứa bạn nó lại đi quay. Tháng 4 là tụi em chạy chính giá 99.000, còn giá chính xác là 139. Tháng 4 tụi em khuyến mãi là 99, nhưng mà tháng 4 rồi. Bây giờ cái giá này giá xuyên suốt có thay đổi gì không? Vâng, giá xuyên suốt ạ. Cho buổi chiều. Giờ xuyên suốt đây nè. Rồi nếu tới mình ăn trước sao được, tôi phải đợi là tới. Đâu có gọi nước trước đi, hoặc là gọi một số món gì mình trước thôi, để khi tới thì mọi người có một ít món nhẹ dùng rồi sau đó gọi cho em. Rồi bây giờ vậy thì 3 trang sức cho em bé nè. Dạ. Rồi. Anh cứ nhìn theo này, anh chọn món nào anh đọc bạn lên món thì biết cho anh bao nhiêu đó. 3 trang sức đi. Cái gọi cũng mau mà, đâu có đợi lâu đâu không anh, người tới á. À, dạ cái này là khi mình order thì bên em mới bắt đầu làm ạ. Đúng rồi, để tụi nó lại tới nói. Dạ. Chắc trong vòng 15 phút là sẽ là có đồ xong đấy. Dạ. Vậy cũng vừa rồi. Vậy thì bây giờ 3 trang sức đi. Dạ. 3 trang sức. Ủa? Đi, nó xin bao nhiêu người là 3, mình chia sức không? Chia 9 người đó. Không, bây giờ 9 người. Hết rồi. Cái gì? Hay là mình gọi trước một ít thôi, không có người tới thì mình gọi thôi. Vậy 5 trang sức nè. Dạ. Nhưng mà là từ từ có người tới mới dọn đi. Đâu có. Thì bây giờ dọn ra mình ăn trước 2 chén, còn 3 chén là... Nguội không? Nó mới lạnh đó. 15 phút nữa mới làm xong mà. Cháo là nhiệt ba chiên, cháo củ chiên, sao đó, lỗi, lỗi cua dừa nữa nè. Cái này tính theo người thôi, nhưng hồi lý bao nhiêu người, nít cũng giá thằng vậy luôn hả em? Dạ, nếu em bé mà còn bé tư á, thì em sẽ tính giá khác ạ. Giống như mãi hơn. Trên bé tư mới tính tiền hả? Dạ, dưới bé tư thì là giá ít hơn ạ. Nó được nửa giá, còn trên bé tư thì tính tiền hơn. Dưới 1m4 là nửa giá. Dạ, trên 1m4 là thành người lớn, còn dưới 1m4 thì tụi em tính là nửa giá, còn mà trẻ em mà 1-2 tuổi thì là miễn phí. Gọi mấy món tráng miệng ăn trước. Mấy nước nè, mấy nước uống đi. Đó, xuống đi. Dễ khác. Ở đây là buffet này là 30 món đúng không em? Dạ đúng rồi. Có món ăn nhẹ nè cả nhà. Ăn nhẹ, rồi thay vị. Ăn hạt chi luôn em. Dạ, quy tắc gì á? Muốn làm món gì? Nước gì hả? Chanh dưa, nước chanh leo hay gì vậy? Chanh dưa á hả? Dạ, đã kho đưa hết. Đi đó đi này đi. Hai người đi. Đến giờ mình ngồi đợi. Với lại nếu vậy thì... Dạ, để tôi coi cái bàn của mình thôi.
hai nước với hai sức chè đó nè, lâm lâm đó nè. Vậy chút xíu ăn sau cùng và hủ Singapore hai trái súp nha, tức là hai súp ăn với lại hai miếng này ăn trắng miệng kia món gì đó đó kia biết đồ hủ chiên hay gì đó à, đem đồ hủ đem ra mình ăn đi đồ hủ mình ăn luôn chứ có cái bánh xèo không chứ không thấy cái order mình ăn chỉ có một cái thôi ăn rồi bị cuốn là hai cuốn nè, như một người là hai cuốn nè, hai người thì bốn cuốn. Nhưng mà đủ mấy phần bị cuốn rồi. Hai, dạ. Hai người ăn đúng không ạ? Dạ, chỉ ăn trong trước. Dạ. Nước là hai phần hai người, nên là phần đó. Dạ. Đây là những món chút xíu chiêu đầy đủ gì luôn đi cho mọi người dài dài ăn chung luôn rồi tự tổng gì à, vậy em trai đem ra trước hai cái này vậy trong mắt thì mình có súp với lại là bị cuốn với nước ăn trước đó đi là nước tới rồi có chiêu tiếp đây này đi mì xào mè chả tắc thạch é ở trên có thằng chú chim với cộng ngò thơm vô thơm à, không gian quán là thoáng mát máy lạnh nha cả nhà. Đây là sau khi mình order thì nhân viên phải bưng lên cái này. Món mì xào mềm, món lá sen, củ dừa, quả chi là cái gì xào nấm năm cô. Đây là món chả. Đây là món súp cút lòng thọ. Đây là khi mình order lên thì người ta sẽ đem lên từng món. Đây là một lần một người ăn một phần, như là kêu cái gỏi cuốn hai cuốn kìa. Đây là nước chấm. Đây là trong cái topping trong món súp. Rất là nhiều luôn, nấm, chả, bông cải, hạt sen, rồi bắp, hành, tiêu, nấm. Đây là món bún bò Huế, ăn với dao, giá, còn món gỏi gì ta? Gỏi đu đủ. Đây là món salad này. Và đây là món cà ri bún mì. Đây là bánh mì. Đây là món bánh hẹ hả? Bánh hẹ, nào giờ mới nghe luôn, nào giờ không biết món bánh hẹ là cái gì thì món bánh hẹ là giống như món bánh tráng cuốn ha. Như cái kia là cái bột. Lần đầu tiên thấy món bánh hẹ cả nhà. Đây là món cà ri với bánh mì nè cả nhà. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng hên là gặp được gia đình Dương Nguyễn Family với lại đây là kênh Mi Vlog. Mấy anh em chơi chung hồi xưa giờ cũng mấy năm rồi, lâu lắm mới có cơ hội gặp nhau. Hôm nay cuối tuần sẵn dịp gia đình Dương Nguyễn có đi ngang nên hẹn mấy anh em đi vô ghé ủng hộ cái quán. Anh bình thường thấy anh đi sáng ngày mai đi đâu á? Anh đi sáng ngày giờ đi đâu á? Em đi khám bệnh. Hai chở con đi. Ba. Ba chở đi hả? Sao? Tại sao? Ngày chắc mình đi khám. Sau khi đi khám bệnh xong giờ anh đi đang ở đâu ạ? Giờ đang ở quán chay. Nãy giờ con ăn được cái món gì chưa? Nhiệt máy rồi. Món gì? Món súp. Món gì? Súp phúc lộc thọ.